Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Gia Lai, thời gian qua, thành phố Pleiku đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, đồng thời thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng văn minh hiện đại. Đây là cơ sở để Pleiku tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững theo hướng đô thị thông minh, thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe. Nằm ở độ cao trung bình từ 750 đến 800 mét so với mực nước biển, thiên nhiên ban phú cho phố núi Pleiku một khí hậu mát mẻ trong lành cùng nhiều cảnh quan độc đáo. Cùng với đó là hệ thống cây xanh được chính quyền địa phương chú trọng trồng tại nhiều tuyến phố và điểm du lịch, tạo nên dấu ấn về một đô thị xanh trên cao nguyên. Và đây cũng là một trong những điều ấn tượng của du khách khi đến với phố núi Pleiku. Thì hôm nay đi vào đây thì thấy không khí mát mẻ mà đẹp. Và cái quảng trường này rất là rộng, đẹp, cái biển hồ đẹp quá. Hôm nay có một cô bạn thì chưa bao giờ đến thì cũng lên một câu là đẹp quá, và nó rất là đẹp, nó tự nhiên, nó thiên nhiên mà nó không có một cái gì gọi là nhân tạo ở đây cả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị tạo ra những đột phá mới trong công tác thiết kế cũng như quản lý đô thị theo quy hoạch hướng tới mục tiêu phát triển và quản lý đô thị đồng bộ. Thành phố Pleiku đã xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh gồm các phân hệ như phản ánh hiện trường, camera an ninh, chiếu sáng thông minh, hệ thống giám sát an toàn thông tin. Đặc biệt là hệ thống quản lý chiếu sáng thông minh được triển khai lắp đặt 60 tủ thiết bị điều khiển thông minh trên 40 tuyến đường để điều khiển 2.682 bộ đèn chiếu sáng trên địa bàn thành phố. Thông qua hệ thống này giúp cho việc quản lý và vận hành thuận lợi, cảnh báo sự cố để người quản lý hệ thống kịp thời phát hiện và xử lý sự cố điện xảy ra. Qua quá trình vận hành, điều khiển thì có một số chức năng như sau: điều khiển, giám sát, theo dõi điện áp, dòng điện của các hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên thành phố, giám sát giờ hoạt động và điều khiển từ xa. Qua quá trình lắp đặt thì tủ thông minh điều khiển từ xa đã góp phần tạo nên một diện mạo mới. Bên cạnh đó, thành phố Pleiku còn tạo dấu ấn cho du khách thông qua việc xây dựng đề án mỗi xã phường một sản phẩm theo hướng bền vững. Việc làm này không chỉ phát huy được giá trị văn hóa truyền thống cho các sản phẩm mà còn tạo ra sản phẩm sạch, có sức cạnh tranh, các công trình phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường, trạm luôn được thành phố chú trọng đầu tư, xây dựng, làm cho diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khang trang hiện đại. Đó là mục tiêu được xem như bước đột phá để đô thị Pleiku phát triển hiện đại bền vững. Để hướng đến cái mục tiêu này, thì thành phố cũng đã triển khai các cái nhiệm vụ mà đã được đặt ra trong cái đồ án và chung của thành phố Pleiku. Thì trong đó chúng tôi cũng đã kêu gọi các cái công trình hạ tầng xã hội phục vụ cho cái mục tiêu sức khỏe, ví dụ như là các cái bệnh viện, rồi các cái cơ sở chăm sóc sức khỏe, các cái hệ thống về y tế tư nhân. Thế còn lại trong cái phần về phát triển cây xanh, thành phố cũng đang xây dựng một cái đề án để có thể là trên cái cơ sở rà soát đánh giá một cách khoa học, thì chúng tôi có thể bố trí kinh phí hàng năm để có thể là đầu tư tăng cường thêm các cái mảng xanh, các cái hoa viên, các cái tuyến cây xanh trong các cái tuyến đường đô thị. Thế thì cái mục tiêu của thành phố hướng đến cái đô thị cao nguyên xanh vì sức khỏe. Thời gian tới, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc thành phố Pleiku tiếp tục phấn đấu xây dựng thành phố Pleiku thành đô thị văn minh hiện đại, xanh, sạch, đẹp, với định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe.